Trong khi nhiều bạn gái mất cả năm cật lực dưỡng trắng, thì hot girl Thu Hương chỉ cần 3 tuần để hồ biến da đen bẩm sinh thành trắng hồng không tì vết. Bí mật nằm ở tắm trắng Sweet Cell 24K Thụy Sĩ. Các chuyên gia đầu ngành lý giải, glutathione và arbutin từ phôi thực vật tác động kép tiêu diệt tận gốc melanin giúp da trắng dần từ bên trong. Vàng 24K tinh khiết tăng sinh collagen mạnh mẽ, tạo màng chắn tự nhiên bảo vệ da khỏi tia UV, chặn đứng nguy cơ bắt nắng hồi tông đen. Lần đầu tiên chúng tôi nghĩ tới sự kết hợp giữa tinh thể vàng 24K và tế bào phôi thực vật có chứa arbutin. Kết quả đã vượt xa sự mong đợi. Công thức này không chỉ làm trắng da an toàn mà còn ngăn ngừa quá trình lão hóa toàn diện cho cơ thể. Lần đầu tiên tại Việt Nam, duy nhất Lavender công khai bộ sản phẩm dưỡng trắng da. Khách hàng trực tiếp kiểm tra và theo dõi bộ sản phẩm trong suốt liệu trình. Máy nhiệt quang đa điểm trong Sweet Cell 24K bóc tách và đẩy sâu tinh chất qua 3 tầng da mang lại hiệu quả trắng sáng rõ rệt sau từng lần trị liệu. Kết thúc 10 buổi, Thu Hương hoàn toàn bất ngờ khi làn da bật tông trắng mịn, không thua kém biểu tượng da trắng Ngọc Trinh. Da mình đã được bật tông hẳn lên và những chỗ bị tổn thương hay cháy nắng đã được phục hồi phục hoàn toàn. Luôn đi đầu trong việc cập nhật các công nghệ hiện đại, ngoài Sweet Cell 24K, Viện thẩm mỹ Lavender còn sở hữu độc quyền hơn 15 phương pháp tắm trắng tiên tiến như hai sai 3D, truyền trắng da noãn thực vật, nuôi trắng da nhau thai hươu, nhuộm trắng siêu tốc 360 độ, được hàng triệu khách hàng tin tưởng lựa chọn, trong đó có hơn 20 ngôi sao giải trí hàng đầu Vbiz. Việc Trinh đến spa Lavender trong suốt 6 năm qua là cái việc bắt di bắt dịch của Trinh rồi. Nếu mà không vướng bận lịch trình gì hết thì cứ hàng tuần Trinh sẽ đến spa Lavender để khám da và điều trị da hoặc là dưỡng da. Trinh rất là hài lòng với phương pháp làm đẹp, làm trắng da ở spa Lavender. Khi mà Quỳnh Nhã tìm đến đây thì Quỳnh Nhã được tư vấn bởi phương pháp làm tắm trắng bằng thuốc bắc với bảo sữa non. Thì khi mà Quỳnh Nhã đã tắm thử phương pháp này thì tôi cảm thấy rất là hài lòng. Da của mình luôn luôn trắng sáng kể cả ban ngày chứ không chỉ có buổi tối, bởi vì là khi mà mình đi ra đường thì ánh nắng sẽ tiếp xúc vào da và làm cho da mình khỏe hơn. Đảm bảo tiêu chí trắng bật tông, nhanh và an toàn. Suốt 10 năm qua, thương hiệu tắm trắng Lavender luôn giữ vững vị thế dẫn đầu trong thị trường làm đẹp, thỏa mãn sự hài lòng của những khách hàng khó tính nhất. Gọi 090-230-8888 để trở thành đối thủ của nữ hoàng da trắng Ngọc Trinh chỉ sau 10 ngày.